Quý vị khách hàng đang tìm nhà diện tích rộng, giá hợp lý tại khu vực Hà Đông thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Ngọc Anh xin trân trọng kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh sẽ quay một căn nhà diện tích 39m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng, nằm ở trên mặt ngõ thông, ngõ nhà nước. Và với căn nhà này thì ô tô nhỏ đi qua cửa, với thiết kế của ngôi nhà rất là hợp lý, sân cổng riêng. Và cái căn nhà này thì xung quanh đầy đủ tiện ích, chợ trường, phường trạm, gần với trục đường quốc lộ 6, giao thông đi lại thuận tiện, phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm theo cung đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. Căn nhà này theo đúng như hiện trạng là quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh trao tay. Hướng nhà là hướng đông nam. Thiết kế của ngôi nhà, phần ngoài của ngôi nhà đây là thể sân để xe riêng. Và thiết kế của ngôi nhà như thế nào, mời quý vị theo chân Ngọc Anh vào khám phá cụ thể tầng 1 của ngôi nhà. Với phần cửa chính thiết kế một lớp cửa cuốn điện và một lớp cửa gỗ mọi người nha. Và tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Hiện tại em đang đứng ở đây là phần không gian phòng khách của ngôi nhà, với phần hoàn thiện xong hết 100%, theo đúng hiện trạng là sáng mua chiều về ở được luôn. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, phần sơn điện, thiết bị vệ sinh đều lắp đặt đầy đủ. Ở vị trí này thì có 2 căn đã bán 1 và còn 1 căn quý vị nhé. Thiết kế hài hòa hợp lý, gạch thiết kế gạch lát nền kích thước gạch 60-60. Màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Rồi là không gian phòng khách thì được chủ nhà ốp cho quý vị một tấm nhựa PVC nano. Đó, có độ bền khoảng tầm 10 đến 12 năm. Giả đá mọi người ạ, chứ nó không phải là đá đâu mọi người nha. Đó. Hệ thống trần thạch cao, đèn led, quạt trần, hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt xong hết. Vị trí cụ thể thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, gần cầu Mai Linh, gần với trục đường quốc lộ 6 mở rộng. Và với thiết kế của căn nhà hợp lý, hiện đại và phù hợp với lại tất cả các đối tượng khách hàng mọi người nha. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà, với phần phòng bếp cũng hoàn thiện chỉnh chu cho quý vị. Toàn bộ tủ bếp thiết kế gỗ MDF chống cong vênh. Xung quanh bếp thì là ốp kính, ốp bếp, chậu rửa, vòi rửa chất liệu inox 304, đầy đủ hết cho quý vị. Và với phần tủ bếp thì chủ nhà thiết kế hiện đại lên trên tới tận trần để tối ưu công năng sử dụng cho không gian phòng bếp của quý vị nhé. Hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt xong hết. Nước sạch sử dụng nước sông Đà và điện lực EVN Hà Nội. Đây là khu vực để tủ lạnh cho quý vị ở tầng 1. Đó. Ngoài cái phần phòng khách, ngoài phần phòng bếp thì ở tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh đáp ứng công năng sử dụng cho tầng 1. Đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng, 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Ngăn cách giữa cầu thang và cửa chính của ngôi nhà. Đấy, phần phòng khách thì chủ nhà lắp cho quý vị một vách CNC. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite và tay vịn cầu thang thì thiết kế toàn bộ là gỗ. Mời quý vị theo chân Ngọc lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà, xem ngôi nhà 5 tầng này thiết kế ra sao. Và hiện tại em đang đứng ở phần tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị một phòng vệ sinh, một phòng ngủ rất rộng. Đây, đây là phần phòng ngủ hướng ra phần mặt ngõ. Và hướng nhà là hướng đông nam, cho nên là mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát, rất là hợp lý. Có ban công mở thực tế hướng ra phía bên ngoài đây quý vị ạ. Đó. Sàn gỗ này, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, được lắp đặt đầy đủ. Với phần phòng ngủ vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất ở phía bên trong. Đó. Phòng vệ sinh đây, rất rộng, thoáng. Cửa phòng thì thiết kế là cửa gỗ. Phòng vệ sinh đây quý vị ạ. Với phần phòng vệ sinh thiết kế đầy đủ cho quý vị công năng, hệ thống sen cây tắm, bồn cầu liền khối, lavabo bàn đá. Thiết kế hài hòa lắm luôn ấy. Nước điện là lắp đặt xong hết rồi. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và trong phòng vệ sinh thì chủ nhà ốp toàn bộ gạch lên trên tới tận trần, quạt hút mùi rất là sạch sẽ. Đầu chờ bình nóng lạnh, dây chờ lắp bình nóng lạnh cho quý vị đầy đủ. Đây là phần tầng 2 của ngôi nhà, mời quý vị theo chân nói lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà nhé. Và với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế công năng sử dụng tương tự như tầng 2. Với các nhà này 5 tầng, thiết kế tổng là được 3 phòng ngủ, rất là hợp lý, thoáng, rộng, phòng nào cũng vuông vắn, cửa sổ thông thoáng. Đó. Các nhà nằm ở trên mặt ngõ nhà nước, đi có khoảng tầm 200m là ra từ trục đường quốc lộ 6. Nói chung đi lại giao thông thuận tiện, phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông này, Trường Mỹ này, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Tố Hữu, Lê Văn Lương,
đều rất là ok. Tính từ vị trí ngôi nhà này khoảng tầm 4 cây là ra tới km là ra tới bến xe Yên Nghĩa. 4 km mọi người ạ. Đó, là ra tới bến xe Yên Nghĩa, ra tới tuyến đường sắt trên cao Cát Linh, nói chung là đi lại giao thông thuận tiện. Với tầng 4 của ngôi nhà thiết kế tương tự công năng như tầng 2, tầng 3, với các nhà thiết kế tầng 1 phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh, tầng 2, tầng 3, tầng 4, mỗi một tầng thiết kế một phòng ngủ và một phòng vệ sinh rộng đúng như ở trên video. Nói chung nhà có sao thì em quay review chuẩn chỉnh cho quý vị là như vậy. Mời quý vị theo chân ngói lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và hiện tại em đang đứng ở tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà, với một ô giếng trời để lấy thoáng toàn bộ xuống khu vực cầu thang. Trên tầng 5 thiết kế công năng sử dụng cho quý vị như sau. Ở đây là một phòng thờ nhỏ nhắn, hợp lý của ngôi nhà. Đấy, đây là phần phòng thờ tầng 5. Phần còn lại sân phơi. Đây, sân phơi siêu rộng, siêu thoáng. Đó. Và quý vị có thể nhìn xung quanh đầy đủ nhà dân đông đúc, hàng xóm thân thiện, không gần đình chùa miếu mạo. Quý vị muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.